Anh em ạ, Hà Nội thì đã bắt đầu se lạnh từ hôm qua. Và để cân bằng lại nhiệt độ trước khi Hà Nội lại trở về một không khí nóng vãi cả chưởng ra, thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một tin tức nóng cũng không hề kém cạnh gì nhiệt độ của mặt trời. Chào mừng anh em đến với Tokyo Leak, tất cả những thông tin chính thức về DJI Air 2S. Theo JIT China, DJI Air 2S sẽ trang bị camera có kích thước là 1 inch với độ phân giải là 20 megapixel, một cải tiến từ camera 12 pixel có trong Mavic Air 2 ra mắt trước đó. Đáng chú ý, Air 2S sẽ có thể không mang thương hiệu Mavic và nó cũng đã được phát hiện trong một số danh sách chứng nhận nhất định. Vì vậy, anh em chúng ta chưa thể khẳng định rằng đây là phiên bản tiền nhiệm hay là một thiết kế mới hoàn toàn với Mavic Air 2. Drone sắp tới sẽ nặng khoảng 600g, hơn khoảng 30g so với tiền nhiệm. Hơn nữa, DJI cũng đã tích hợp không gian màu 10 bit vào máy ảnh, có nghĩa là chiếc camera này có khả năng chụp đến hơn 1 tỷ màu. Tương tự thì Air 2S cũng được hỗ trợ những tính năng như là Intelligent HDR, tự động kết hợp một số bản ghi để tăng giải động của hình ảnh mà không cần xử lý hậu kỳ. Các tính năng khác trên Air 2S bao gồm hỗ trợ tính năng Hyperlapse và chức năng toàn cảnh. Nhìn vào hình ảnh do gì thì anh em có thể thấy rằng chiếc drone này cũng có tổng cộng là 4 cánh quạt và dường như có khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 19 m/s, rơi vào khoảng là 68 km/h, tương tự như ở Mavic Air 2. Nó cũng có thể hoạt động ở độ cao tối đa là 6000m so với mực nước biển. Air 2S thì đã được trang bị bộ nhớ trong 8GB có sẵn và một bổ sung mới khác bao gồm là Master Shots. Trong đó, drone của anh em có thể thực hiện được 10 thao tác khác nhau của một đối tượng và tạo ra các đoạn ghi âm ngắn. Bên cạnh đó, còn có các tính năng bổ sung khác như là Spotlight 2.0 và Point of Interest 3.0 cùng với lại Active Track 4.0, giúp cho tính năng tracking sẽ được hoàn thiện hơn rất là nhiều. Uầy, đúng như là mình mong đợi luôn, bánh cuốn phết anh em ạ. Ngoài ra, DJI Air 2S cũng sẽ được nâng cấp lên phiên bản Autopilot 4.0 cùng với lại hai cảm biến trên đỉnh của drone, cho phép nó phát hiện các đối tượng ở cả 4 phương 8 hướng và tránh được nguy hiểm. Chiếc drone mới này dự kiến sẽ được trang bị bởi pin 3500 mAh với thời gian bay khoảng từ 40 đến 50 phút với môi trường không gió và với tốc độ là 6 m/s. Thông tin về giá bán và ngày ra mắt hiện tại thì chưa được công bố chính thức, nhưng nó dự kiến sẽ rơi vào khoảng 800 euro, tương đương với khoảng 22 triệu Việt Nam đồng và có thể được công bố trong cuối tháng 4 này. Anh em có thấy ổn áp không nhở? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên like, subscribe channel của Tokyo Camera, bởi vì mình sẽ quay lại với thật nhiều thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.